Park vẫn quất tức vì trọng tài, không dạy học trò cư xử như hậu vệ Thái, huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu lên tiếng về vụ va chạm giữa ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và nhóm cầu thủ Thái Lan sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Trưa ngày 25 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội phó lương Xuân Trường đã tham dự cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về của AFF Cup 2021 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Ngay sau khi cuộc họp báo bắt đầu, thầy Park nhận được câu hỏi liên quan đến vụ va chạm giữa ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và một nhóm cầu thủ Thái Lan sau trận bán kết lượt đi. Vụ va chạm kể trên nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, người hâm mộ Việt Nam lẫn Thái Lan. Giới truyền thông Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra cay cú khi đội nhà thua trận nên đã đi tìm hậu vệ Thi Ra Tông Bumathang của đội tuyển Thái Lan để trút giận sau trận đấu, thế nhưng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng phản pháo trong cuộc họp báo trưa ngày 25 tháng 12 rằng, sau trận đấu, tôi không đi tìm anh ta, thi ra tông Buôn Ma Thang. Đội tuyển Thái Lan đi qua trước mặt chúng tôi, Buôn Ma Thang có hành động bất lịch sự. Tôi có nói với anh ta rằng lần sau đừng hành động như vậy nữa. Với bản thân tôi, tôi không bao giờ dạy cầu thủ khiêu khích hay có những hành động như thế với ban huấn luyện đội bạn. Chuyện chỉ có vậy thôi theo một video được đăng tải trên mạng xã hội sau trận bán kết lượt đi đội tuyển thái lan đi chào cổ động viên nhưng thầy trò ông mano ponkin lại đi ngang trước mặt khu kỹ thuật của đội tuyển việt nam khi ấy huấn luyện viên park hang seo cùng một số thành viên ban huấn luyện và tuyển thủ việt nam vẫn còn ở đó hậu vệ thi ra tông bun ma thang người chơi xấu với quang hải trong hiệp 1, cùng một số cầu thủ thái lan đã có những hành động khiêu khích hướng về ban huấn luyện đội tuyển việt nam khiến ông park đùng đùng nổi giận sau đó lực lượng an ninh sân vận động Singapore đã phải làm việc khá vất vả mới có thể tách các thành viên hai đội bóng. Chia sẻ thêm về trận bán kết lượt đi với Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang Seo nghẹn ngạo nói, tôi cũng muốn nói thêm về trọng tài. Sau trận lượt đi, tôi đã xem lại video trận đấu rất nhiều lần, tôi không ngủ nổi, 100 triệu người dân Việt Nam cũng buồn bực uất ức đến nhường nào. Xem lại trận đấu, trọng tài chắc chắn cũng có điều phải suy nghĩ, Thầy Park cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân đấu một trận đấu không hối hận với Thái Lan ở lượt về AFF Cup 2021, 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12. Trong khi đội phó lương Xuân Trường khẳng định, chúng tôi không sợ Thái Lan.